Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái máy vắt ly tâm công nghiệp. Thì máy vắt ly tâm công nghiệp mà Inox Thanh Hưng sản xuất là được làm hoàn toàn bằng inox, từ chân đến các bộ phận máy móc bên trong. Thì máy thì được hoạt động bằng điện và có biến tần điều chỉnh tốc độ. Cái tốc độ mà trong cái lồng vắt của các bạn ấy sẽ được điều khiển bằng cái biến tần này, tốc độ từ 1 đến 9. Thì bên trong máy vắt thì nó gồm có như sau. Đây là bên trong cái lồng vắt của máy vắt ly tâm mà Inox Thanh Hưng sản xuất đây. Thì cái lồng vắt bên trong có hai lồng vắt, là bên trong là lồng vắt và về bên ngoài là cái lớp ở bên ngoài để nó chắn lại cái nguyên liệu mà chúng ta đã vắt qua hai bên. Và cái miệng của lồng vắt ấy là được khum lại, nghĩa là nó bo lại để cho nguyên liệu khi chúng ta vắt là chúng ta không bị văng ra ngoài. Và mời các bạn cùng Inox Thanh Hưng là thử vắt cái mẻ rau muống này xem như thế nào nhé. Khi mà rau đã nguyên liệu đã đưa vào lồng vắt thì chúng ta sẽ cài cái chốt lại như thế này. Đó, và bắt đầu là bật máy vắt rồi đấy. Máy vắt rất là êm, nước đã ra ngoài này rồi mà chúng ta nghe thấy cũng rung nhẹ thôi. Nước là đã theo cái van này là chảy ra ngoài như này đây. Và chúng ta có thể điều chỉnh nhanh chậm cái sức vắt của cái lồng vắt này. Và mà chúng ta mở khóa ra là xem là bên trong nó vắt như là thế nào. Đây, cái lồng vắt đây. Mở ra rồi mà vẫn tiếng vẫn còn êm. Các bạn xem rau đây vắt nè, khô không còn một tí nước nào luôn. Máy có thể là vắt khô đến 95%. Tách nước và nguyên liệu ra ngoài. Đặc điểm của máy vắt ly tâm Inox Thanh Hưng sản xuất là cái lồng vắt ở bên ngoài ấy, chúng ta có thể nhấc ra như này. Để sau khi mà chúng ta vắt xong là chúng ta có thể vệ sinh cái lồng này một cách sạch sẽ. Đây các bạn nhìn đây. Và cái lắp của cái lồng vắt này là ví dụ như là trên các cái máy trên thị trường thì họ là chỉ có đẩy lắp vào thôi, như cái vung xoong. Thì bên Inox Thanh Hưng là thiết kế là có cái khóa như này. Cái nắp đẩy rất là chắc chắn. Nếu như mà các bạn có nhu cầu về máy vắt ly tâm các loại từ 30 lít, 50 lít hoặc là đến công nghiệp, hay là các bạn có nhu cầu mua các loại máy móc như là chảo xào nhân, máy trộn hay là các thiết bị máy móc được gia công sản xuất từ Inox, thì hãy liên hệ với Inox Thanh Hưng qua hai số điện thoại trên màn hình 0908 312 438, 0904 646 238. Hoặc các bạn có thể đến xưởng sản xuất của Inox Thanh Hưng, địa chỉ tại 163/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và đến với Inox Thanh Hưng thì các bạn sẽ nhận được giá rẻ tại xưởng, không phải qua bất kỳ trung gian nào. Cảm ơn các bạn đã xem video của Inox Thanh Hưng. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.